Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món ăn ngon nữa, không chỉ phù hợp vào mỗi bữa cơm gia đình. Các bạn cũng có thể là vào bếp và làm món này khi nhà mình có khách hoặc là có một buổi tiệc nho nhỏ. Đó là món mực chiên nước mắm. Cách làm đơn giản nha các bạn. Và để làm được món mực chiên nước mắm thì các bạn cần chuẩn bị cho mình. Ở đây mình có 1 ký mực tươi. Thì mình chọn cái loại mực nó cũng nhỏ thôi, không cần phải quá to nha. Mực chiên nước mắm thì các bạn chọn mực nhỏ thì nó sẽ ngon hơn. Đây nè các bạn, mực á các bạn, trong quá trình mà mình nấu á thì mình giữ cái độ tươi bằng cách là mình cứ dằn nước đá như thế này nè. Đó, mực rất là tươi luôn. Rồi sau khi nước đã sôi thì các bạn sẽ cho hành tím vào. Nếu có hành tây thì các bạn cho hành tây ha. Rồi các bạn luôn để mức lửa lớn giúp mình nha. Mình sẽ trụng sơ qua thôi nha các bạn. Các bạn không cần phải trụng quá lâu. Các bạn cho vào, các bạn đảo sơ qua như thế này. Khi thấy mực nó vừa săn lại thì các bạn sẽ vớt ra ngay. Rồi mực đã săn lại rồi, bây giờ các bạn sẽ chút ra nha. Rồi ha các bạn, đây là mực nè. Đó, các bạn trụng sơ nó vừa săn lại là các bạn vớt ra liền. Bây giờ các bạn chờ cho nó ráo nước nha, rồi mình mới mang đi chiên để tránh nó bị văng dầu. Mực rất là tươi ngon các bạn ơi. Đi chợ sớm nè. Tiếp theo các bạn bắt lên bếp cho mình một chảo dầu. Các bạn để mức lửa nhỏ, dầu sôi thì các bạn sẽ cho mực vào các bạn chiên nha. Nhớ là chiên lửa nhỏ thôi nha các bạn. Và mực phải để cho nó ráo nước rồi mình chiên nó sẽ không có bị văng dầu. Ở đây là mình mới chiên xong một mẻ rồi, giờ mình chiên tiếp mẻ thứ hai. Rồi các bạn chiên được khoảng 5 phút thì bây giờ các bạn sẽ vớt ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị hỗn hợp nước mắm đường nha các bạn. Với 1 ký mực á, thì mình sẽ cho vào đây là 1,5 muỗng canh đường. Cho vào đây 3 muỗng canh nước mắm. Tùy theo độ mặn của nước mắm mà các bạn có thể là tùy ý tăng hoặc là giảm nha. Rồi mình cho đây 1 muỗng canh nước cốt chanh. Cho vào đây 1/3 muỗng canh tương ớt. Tiếp tục các bạn cho vào đây 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê ớt bột. Cho vào đây 2 muỗng canh nước lọc. Giờ các bạn sẽ khuấy đều. Có thể cho thêm vào đây 1 ít tiêu xay. Tiếp theo các bạn sẽ bắt chảo lên và cho vào đây 1 ít dầu ăn. Mình chờ cho dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi vào. Các bạn chuẩn bị khoảng 1 muỗng canh tỏi băm nha. Rồi tỏi đã thơm và vàng, các bạn sẽ cho hỗn hợp nước mắm vào. Các bạn để lửa nhỏ nha. Rồi hỗn hợp nước mắm đường đã sôi trở lại, các bạn sẽ cho 1 trái ớt sừng, bỏ hạt và băm nhuyễn. Rồi cho hỗn hợp nước mắm đường hơi sánh lại thì các bạn mới cho mực vào. Lúc này các bạn có thể là tăng lên mức lửa lớn vừa. Rồi lúc này mực cũng đã thấm gia vị rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chút ra đĩa nha.
Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món mực chiên nước mắm rất là thơm ngon và hao cơm như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món mực chiên nước mắm này của mình, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món mực chiên nước mắm này nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi món ăn của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!